Hôm nay tại sân bay Đà Nẵng, trung đoàn 929, sư đoàn 372, quân chủng Phòng không Không quân tổ chức bay huấn luyện ngày theo kế hoạch. Máy bay Su-22 số hiệu 5880 do phi công Đỗ Tiến Đức đại úy, phi đội trưởng phi đội 1 điều khiển, cất cánh lúc 11 giờ 4 phút, đến 11 giờ 14 phút, phi công báo máy bay gặp sự cố không thể về hạ cánh được. Chỉ huy bay lệnh cho phi công cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu đông dân cư và tiến hành nhảy dù. Phi công đã nỗ lực đưa máy bay ra xa khu dân cư và nhảy dù tại vị trí cách trục đường băng về phía nam 19 km, thuộc địa bàn xã Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Máy bay bị hư hỏng, tại vị trí máy bay rơi không có thiệt hại về người, phi công nhảy dù an toàn, sức khỏe ổn định. Hiện tại, quân chủng Phòng không Không quân đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc. Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng vừa chủ trì phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Long An đấu tranh thắng lợi chuyên án A3-124P triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Cụ thể, lúc 20h45 phút ngày 3 tháng 1 năm 2024, tại khu vực xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, lực lượng đánh án đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Trường Thành, sinh năm 1987, trú tại tổ 5, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 12 bánh heroin, một xe ô tô hiệu Kia Rio mang biển kiểm soát 72A 35209 đây là chuyên án điển hình với tính chất nghiệp vụ cao có sự phối hợp chặt chẽ thống nhất giữa các lực lượng của bộ đội biên phòng và lực lượng chức năng trên địa bàn hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ